bạn Pin. Trời ơi, bạn Pin hôm nay đi đụm ve chai hả? Sáng giờ lượm được nhiều chưa bạn Pin? Chưa hả? Ôi, ve chai nè. Ôi, lượm đi bạn Pin. Đâu có bạn Pin lượm. Trời ơi, bạn Pin sáng giờ lượm được ít dữ hả? Ôi, đây được một lon nữa nè. Đi kiếm coi còn không chứ. Sao nay bạn Pin lượm được ít quá vậy? Rồi có đủ tiền mua đồ à, mua cơm, mua bánh, đồ ăn không? Không đủ hả? Đói bụng quá hả? Trời ơi, giờ mình ráng mình lụm chút xíu nữa đi rồi mình đi ra mình bán, mình kiếm tiền mình mua đồ ăn nha. Rồi bạn Pin giờ đói bụng kìa. Hả? À, mình lấy mấy cái lon ở chỗ bánh của A Lộc để mình đổi bánh đi nha. Coi A Lộc chịu không, hôm nay ít quá nha. A Lộc, A Lộc ơi. Chào bạn. A Lộc, chào A Lộc nha. Đây mình bán đồ kẹo nè. Chờ à, đây là cửa, đây là cửa tiệm của A Lộc nha các bạn. Sáng giờ bán được nhiều không A Lộc? Sáng mình bán ế quá. Bán ế quá hả? Không ai mua gì hết. Ai khóc vậy? Hả? Ai vậy? Ai khóc giống bạn Pin khóc như vậy? Sao Pin nãy mua bánh tơi? Pin ơi, A Lộc hỏi sao con khóc kìa. Sao khóc? Hả? Ôi, bạn Pin đói bụng á Lộc ơi. Nhưng mà bạn Pin lượm được ít lon quá, bạn Pin không dám lại. Sợ A Lộc có đổi bánh cho bạn Pin không? Sao đâu? Tao đưa lon cho A Lộc coi coi. Trời ơi, mặt. Ôi, mặt lem lúa hết trơn à. Đang đói bụng đúng không? Bạn Pin ăn gì? Pin ăn gì A Lộc đổi cho nha. Rồi, bánh ăn nào nữa? Ăn nào nữa? Ăn kem, rồi, xé ăn nha. A Lộc xé đi cho Pin đi. Lấy ăn đấy nè. Trời ơi. Trời ơi, bạn Pin đói lắm hả? Đói lắm hả Pin? Bạn Pin đói lắm hả? Ăn đi, ăn đi. Nghiệp quá. No chưa hả? Không ăn gì nữa. Pin ăn gì nữa không? À, Pin ăn bánh kem, kem hả? Kem đó, bánh kem đó rồi. Có muỗng kìa, Pin ăn thử đi. Pin thử thì ngon. Ngon. Không ngon hả? Không ngon hả? Cười kì vậy? A Lộc bán đồ dở quá. Con Pin chê rồi. Vậy bộ khác ăn gì? Pin ăn nào? Pin ăn gì hả? Kẹo hả? Kẹo gì hả? Em thích hả? Pin thích ăn kẹo rồi. A Lộc xé thì Pin đi. Đấy. Được không? Rồi Pin xé được kìa. Pin xé được hả? Xé vô. Bạn Pin xé không được luôn hả? Rồi nè. Đó. Móc ra, móc ra nè. Đó. Nè. Rồi. Ôi, kẹo gì ngộ với A Lộc? Kẹo gì ngộ với A Lộc? A Lộc bán mà A Lộc còn không biết kẹo đó kẹo gì nữa. Ngon. Ngon hả? Ngon. Ngon hả? Ngon hả? Kẹo ngon hả? Tao bé quá. Chua quá hả? Chua hả? Chua quá A Lộc ơi. Kẹo kỳ vậy? Rồi biết ăn gì nữa không? À, kẹo siêu la xe, bánh xe, xe thôi hả? Thôi nè, Pin ơi. Pin. Mình xin A Lộc chút xíu bánh đi, đem về cho mẹ Pin ăn nha. Đi. Nào, Pin lấy nào về cho mẹ? Đi lượm đi, đi chứ trễ rồi nha, tới chiều chiều bây giờ đó nha. Rồi, Pin no chưa? Chưa hả? Ăn dữ.
Ngon chưa? Ngon chưa? Trời ơi, bà Nguyên chưa đó rồi các bạn ơi. Nguyên ăn gì nữa nè? Trời ơi, bà Nguyên đi nhiều lắm hay sao đói dữ hả Nguyên? Đói không hả? Đó. Cái gì nữa? Cái đó gì nữa? Ăn không? À, đó đồ chơi hơi. Đó đồ chơi ha Lộc? Ờ, đồ chơi. Cái gì vậy? Cái gì ghê ha? Quà. Quà. Thôi nè, tặng bánh này luôn nè, tặng cho bạn Kiệt chơi luôn nha, nhà chơi bạn Kiệt nha. Rồi lấy bánh, bánh thì cho mẹ Bin nha. À, bánh thì cho mẹ Bin ăn ha. Rồi. Bin bỏ vô bao luôn. Được rồi. Mưa dập ta. Được rồi. Trời ơi, gom gì hết chúng ta luôn vậy Bin. Rồi cảm ơn A Lộc nha. Rồi, rồi quay nha. Rồi bye bye A Lộc, về thôi mình đi lượm tiếp đi rồi mình về nha. Chiều đã chịu tối bye rồi. Bye Bin. Bye bye A Lộc nha. Bye.